Cảm ơn chư vị vẫn giữ bằng hình với huynh đệ chúng tôi. Kế đến chúng tôi nêu ra điểm xuyến qua một số cùng nhau là những cái thay những cái biến đổi giữa con người do con người gây ra gọi là con người gọi là nhân tai, mà nếu mà gọi là thiên nhiên trời đất gọi là thiên tai. Những cái sự ảnh hưởng đó mà kể cả con người không phải là đem cái họa lại, mà kể cả những cái sự phát minh sáng chế làm cho cái đời sống trở nên dễ chịu hơn. Như vậy giữa cái thuận và nghịch con người gây ra, giữa cái thuận và nghịch thiên nhiên gây ra, vấn đề chúng tôi sẽ tương tự sẽ góp phần để điểm xuyến về chuyện đó. Kính mời cư sĩ Minh Dạ, Vương. kính thưa quý vị, cá nhân tôi thấy nó có 4 điều mà nó đang là một cái thử thách rất là lớn cho các tôn giáo. Điều thứ nhất là sự đau khổ trong cuộc sống. Điều thứ hai là tội lỗi hiển hiện đối với tất cả mọi người chúng ta đều phải gặp phải. Điều thứ ba là sự vô cảm, bội ơn. Và điều thứ tư mà trong những cái thế kỷ gần đây đó là sự hữu thần và vô thần. Trong bốn cái điều đó là một cái thách thức rất là lớn đối với lại các tôn giáo. Đức Phật dạy trừ diệt khổ, Đức Chúa dạy tội lỗi, Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy nhớ ơn, và đối diện với lại cộng sản vô thần đó là hữu thần. Qua bốn cái điều đó trong các tôn giáo đang phải tự đứng hai chân và đồng thời phát triển cho một cái tinh thần dũng mãnh bằng đại hùng đại lực bi trí dũng, để làm sao để cho cái người tín đồ của mình có vững đôi chân để mà đứng lên đi bằng theo chánh pháp. Ngày hôm nay thì đối với đất nước dân tộc Việt Nam, một cái đối phó mà chúng tôi nghĩ rằng rất là thử thách đối với đất nước của chúng ta, đó là cái diễn biến tinh thần của chính trị trong tôn giáo. Tại vì ở bên Việt Nam cũng vậy, rồi ở bên đất nước Hoa Kỳ chúng ta cũng vậy. Trong cái tinh thần mà đấu tranh giữa hữu thần và vô thần thì chúng ta thường thường hay bị một cái vấn đề giữa chính trị và tôn giáo. Thành ra theo cá nhân tôi thì chính trị là một cái chính sách để trị dân cho tốt đẹp thì nó gọi là dương đạo, mà nếu mà chúng ta trị dân mà ác thì gọi là bá đạo. Thì chính trị nó mang một cái sự liên hệ giữa các thành phần ở trong một cái xã hội với nhau, thì do đó tự bản thân chính trị nó không có xấu, nhưng mà cái người ứng dụng chính trị nó xấu. Do đó một cái thách thức mà cho các cái tôn giáo chúng ta hiện tại bây giờ đó là khi đấu tranh cho đất nước Việt Nam của chúng ta đó thì bị hai cái chữ chính trị nhiều khi nó giới hạn trong cái sự đấu tranh. Thành ra trong cái tinh thần đó thì chúng ta cũng nên thấy thế nào để mà chúng ta vượt qua khỏi đau khổ, thế nào vượt qua khỏi cái tội lỗi, thế nào có được sự nhớ ơn không vô cảm, và thế nào để có cái sự mà đấu tranh giữa hữu thần và vô thần. Cảm ơn cư sĩ Nguyễn Dương. Kính mời chồng. Kính thưa Hòa Thượng, quý ngài và quý vị, trong cuộc sống ta luôn luôn có những sự mà thách đố, có thể là gần gũi là trong gia đình, hoặc là xa là ngoài xã hội, hoặc là thiên tai, hoặc là những thể chế chính trị. Và nhiều khi là chúng ta mang cái tinh thần đức tin vào phục vụ, đứng trước những cái vấn đề đó, mình cảm thấy là rất là nhỏ bé, nằm ngoài cái tầm tay của mình. Và đôi khi rằng là không biết làm cách nào để mà vượt qua nên sự mà thử thách khó khăn đó. Nên cái vấn đề đặt ra là đứng trước điều đó là nhiều khi có nhiều người dễ bị nản, dễ bị coi như là mình cảm thấy mình bất lực, tại vì nằm ngoài cái tầm tay, tại vì nhìn vào trong khả năng riêng của cá nhân của mỗi người thấy là nó khó khăn quá, hoặc là không làm được, tại vì nằm ngoài sự mà hiểu biết hoặc là khả năng của mình. Nhưng mà đứng trước điều đó có thể là cái vấn đề, nhưng mà lúc đó chỉ có nhìn vào trong chính mình mà thôi, mà quên mình nhìn vào đấng là Thiên Chúa, anh Chúa Thần soi sáng hướng dẫn, để được thêm sức, để được tìm sự bình an, cũng như là dùng những gì mình có thể là làm được để mà giúp đỡ cho tha nhân. Có một lần nọ chúng tôi nói chuyện với một bệnh nhân, thì người bệnh nhân đó nói là thưa cha, con đã trải qua những sự mà thử thách nhiều, mà con thường thường cứ cầu nguyện rằng là
Mỗi sáng cầu nguyện con hay nói là: Lạy Chúa, trong ngày hôm nay đứng trước cái vấn đề nào khó khăn xảy ra trong cuộc sống của con biết chắc chắn Chúa và con sẽ vượt qua điều đó. Có nghĩa là ông ta tôi luôn nương tựa vào tình yêu và sức mạnh của Chúa để mà tìm sự bình an và vượt qua sự khó khăn. Chắc cảm ơn cha Trần Hùng. Kính mời một sư hội. Tôi thì nói về cái vấn đề là mình nêu lên những cái thách thức lớn. Tôi ví dụ như cái chuyện mà giành biển, giành đất của người Trung Cộng, hoặc là cái chuyện mà ngày nay mình đang đối phó là cái chuyện mà thương mại đang áp thuế tùm lum đây, thì rõ ràng là người ta giành giật nhau. Đây là biển của tôi, nhưng mà người ta không biết rằng tất cả thế giới này do Chúa dựng nên và Chúa có quyền sở hữu đó, quyền sở hữu thuộc về Chúa đấng tạo hóa. Cho nên đối với người tin lành tin rằng Chúa dựng nên vũ trụ này và dựng nên sinh mạng con người nữa, chúng ta không có quyền trên sinh mạng người khác, cũng có quyền trên sinh mạng mình vì Chúa dựng nên và Chúa là cái người sở hữu cái sinh mạng của mình, đời sống mình. Vậy thì nếu mà mình hiểu được điều này thì mình trong Kinh Thánh đó là Chúa giao cái sự quản trị trái đất này cho con người. Vậy thì nếu mà tất cả mọi người đều hiểu là mình chỉ là một cái người quản gia để chia sẻ và quản trị tất cả những mọi muôn thú, muôn vật, muôn cả những người xung quanh mình để sống hài hòa với nhau theo như sự hướng dẫn của Chúa. Cho nên chúng tôi tin chắc điều này và Chúa đang tể trị, đấng tạo hóa đang tể trị, nên chúng tôi sẽ làm một cái việc rất là quan trọng là vâng lời Chúa và cố gắng để tin theo Chúa và được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để làm cái người quản trị tốt và hướng dẫn nhiều người khác để nhận biết Thượng Đế và hiểu được cái quyền quản trị không phải của tôi, không phải tiền bạc của tôi, không phải tài sản của tôi, không phải sự sống này của tôi, không phải tài năng của tôi, không phải đất này của tôi, nhà của tôi, nhưng mà là của Chúa, của đấng tạo hóa. Và mình quản trị nó cho nó tốt và mình không có lợi dụng nó hoặc là mình không tranh giành của ai hết. Thì nếu một người nào đều hiểu được tin lành như vậy, hiểu được Đức Chúa Trời như vậy và trở lại với Chúa và những cái sự khôn ngoan dẫn dắt của Chúa hàng ngày đó, như là Linh Mục Trần Ngọc Hùng nói đó, thì tôi nghĩ rằng là rất là tốt thôi. Không có cái gì khó khăn cho con người hết. Hãy đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban mọi vật một cách dư dật để chúng ta vui hưởng. Chúng ta phải làm việc thiện, làm nhiều việc phước đức, có lòng rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ. Như vậy, chúng ta tích lũy tương lai mình một nền tảng vững bền để nắm chắc sự sống thật. Đó là nhận biết Thượng Đế và sống bởi sự Thượng Đế và yêu thương mọi người và chia sẻ những điều đó, những điều mình có cho nhau, nó đồng công bằng, tự do và có cái tình yêu thương nữa. Thì đó là cái mục đích của người tin lành. Và bất cứ cái gì hiện nay nó đang gây khó khăn là tại vì người ta không hiểu, và chúng tôi tiếp tục làm cái việc là giới thiệu cái Đức Chúa Trời và niềm tin nơi Chúa và chân lý của Chúa và làm sao chúng ta sống theo cái sự hướng dẫn của Thượng Đế. Thì là đó là điều mục đích của chúng tôi. Và bất cứ cái gì khó khăn đều là giúp đỡ cho, để làm một cái mục đích để mình tiến tới, để mình thay đổi cái sự khó khăn, thay đổi những sự xấu xa đó. Cảm ơn mục sư. Dạ. Kính thưa quý ngài và thưa quý vị, mỗi con người chúng ta có mặt dưới cuộc đời này nguyên ủy nó là một vấn đề. Nếu là không phải là vấn đề thì mình đâu có tìm đến tôn giáo, mình đâu có tìm đến tha nhân để cầu viện thế này thế kia. Cho nên cái sự có mặt của mình là một vấn đề. Và vấn đề này của chính mình là liên hệ với tha nhân. Mình liên hệ với cha, với mẹ, với anh, với em, với cô dì, chú bác, với thân bằng quyến thuộc, với cộng đồng, với xã hội và với toàn thể thế giới này. Và bản thân của mình vốn là bất toàn. Do vậy cái vấn đề, nhưng mà mình có mặt và cuộc đời này có mặt thì tất cả chúng ta đều nương vào nhau. Tôn giáo này góp phần này, tôn giáo kia góp phần kia, nhà nhân sĩ trí thức này góp phần, nhà bác học khoa học, bác sĩ vân vân góp phần. Nhưng cái sự góp phần đó cũng chỉ là một sự góp phần. Và chúng ta kỳ vọng rằng cái gì mà nó đi đến cái cùng, nó khó, nó khốn khổ thì chúng ta sẽ cố gắng để vực dậy. Và chính giữa loài người này đã có những sự nỗ lực đặc biệt. Và chúng ta biết ngày sống, ngày hôm nay chúng ta sống, ví dụ huynh đệ chúng tôi ngồi đây mà nói đó, mà không biết bao nhiêu người nghe. Và các vị cũng không phải bỏ tiền bỏ bạc ra mà chúng ta nghe. Và chẳng vậy, nó còn đi xa đường nữa, hơn là như ngày xưa một người nói chỉ là một vài người ngồi trước mặt nghe không thôi.
Do vậy tất cả những sự nỗ lực đó đều là góp phần cho giải quyết vấn đề, và những cái sự thách thức nào có mặt luôn luôn là thuận và nghịch nó đi cùng với nhau, sinh ra mình vui có và luôn buồn có, mình thuận có và nghịch có, hạnh phúc có và đau khổ có, hòa bình có mà chiến tranh cũng sẵn sàng để trực bên đó. Xin quý ngài và quý vị giữ lần sóng sau phần thông tin thương mại, huynh đệ chúng tôi sẽ trở lại đề tài.